Fan vay kính ở sân bay đóng Mr. Đàm lưu diện trở về. Các fan cùng nhiều khách có mặt ở sân bay đã vây lấy Mr. Đàm ngay khi anh vừa lấy hành lý trở ra. Trưa nay ngày 28 tháng 3, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đáp chuyến bay về thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến lưu diễn tại Mỹ. Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Mr. Đàm ăn mặc giản dị và hòa vào dòng người đứng xếp hàng chờ lấy hành lý. Sau đó, anh đẩy hai xe hành lý với rất nhiều đồ chở ra cổng. Mr. Đàm khá bất ngờ khi thấy có rất nhiều fan ra tận sân bay đón mình và anh vui vẻ nán lại chụp ảnh cùng mọi người trước khi lên xe ra về. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!